Dạ xin kính chào quý cô chú chị em. Này shop Lưu Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú chị em là có về một cái bàn cù lá nha quý cô chú nha. Cái bàn này thì là bàn lớn. Đó. Shop sẽ quay 4 trụ nha. Dạ, trụ thứ nhất. Trụ thứ hai. Và ở đây là cái bầu nha. Đó. Đó. Cái mũi điều rất đẹp nha quý chú nha. Dạ. Còn đây là những cái trụ giữa. Bốn trụ. Đang nghĩ là to nhỏ một chút nha. Dạ. Bốn trụ và hai mặt giống nhau nha quý cô chú nha. Dạ. Quý cô chú nó cần bàn chữ C, bàn cù lá, bàn sư tử, bàn rồng thì gọi trực tiếp tới shop nha. Dạ. Shop Lưu Quốc Đồ Xưa xin thành thật cảm ơn. Còn đây là tổng thể của cái mặt bàn nha quý cô chú nha. Trong kho nó hơi tối nên mong quý cô chú thông cảm nha. Dạ, hơi tối quý cô chú ơi. Mặt này liền một tấm nha. Này còn thô mộc luôn. Zin nguyên bản nha quý cô chú nha. Hàng chuẩn xưa. Đó. Hàng chuẩn xưa quý cô chú nha. Cái bàn này có chiều chiều ngang á là 90. Chiều ngang là 90. Còn chiều dài á là 2 mét nha quý cô chú nha, 92 mét. 92 mét và độ dày của cái mặt bàn zin này luôn là 3 phân nha quý cô chú nha. Mặt bàn zin 3 phân. Chuẩn xưa. Đó. Sau đây shop sẽ quay lại tổng thể một lần cho quý cô chú xem nha. Dạ, không hiểu không rõ thì cứ gọi trực tiếp tới shop. Bàn cù lá lớn. Rất đẹp quý cô chú ơi. Bàn cù lá chuẩn xưa nha. Dạ. Bàn này rất là lớn, phù hợp với những ngôi nhà to nha quý chú. Dạ. Sắp xin nhắc lại bàn này là 90 một 92 mét. Độ dày bàn là 3 phân, dài là 2 mét, ngang là 90. Cái bộ này sắp xin giao lưu là 69 triệu nha. 69 triệu cho bộ bàn cù lá 92 mét. Chất liệu là cẩm lai toàn bộ những cái chú nha. Dàn khung dưới đây là cẩm lai toàn bộ. Cẩm lai hết. À, mặt thì gõ đỏ nha. Mặt dày 3 phân, gõ đỏ. Dạ. Cuối video clip cũng cảm ơn cô chú đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và bình an. Quý cô chú nào chưa đăng ký kênh, giúp cùng shop một cái đăng ký, chia sẻ cho mọi người cùng biết đến shop. Shop Lê Quốc Đồ Xưa xin thật cảm ơn. Hàng cù lá 69 triệu, dạ.